Cái bụi này các bạn ít đây. Ít nhưng mà dài bứt bứt hết đấy. Sao cả nhà mình đang bật ra kia hơi như cả nhà ấy. Đây mình quay vợ mình vì khách hàng là thường để các bạn này. Là trời nắng như này là cũng phải ra ngoài vườn để bứt che băng. Cái này che băng là hai vợ chồng mình trồng các bạn nhé. Trồng đây do đất đất này cằn cỗi cho nên nó không 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 đẹp cho lắm. Mặc dù ở đây mình tưới hàng ngày, mình tưới ngô rồi tưới các loại cây mình tưới để luôn nhưng mà nó vẫn cứ cằn cỗi vậy. Có cái bụi sau nhà là đẹp hơn. Có mấy cái cây chìa ra ngoài mẹ bớt đi bớt luôn. Thấy chưa? Hai loại á. Đó. Thường theo mình nghĩ là do đất tốt nhé. Như nhau cả. Chia bằng hai loại, một loại chia bằng sẻ, một loại chia bằng trấu. Loại ní là loại chia bằng trấu này, nó to này. Có cái nên Loại cái ní chi là chi chia đây bằng nhỏ này. nên nên cái nên bỏ ra này. Khổ. À cái khổ mình cứ tưởng là lại chi chi Một loại là to, một loại là nhỏ. Hai loại khác nhau. Chất lượng như này, chia bằng loại nhỏ tốt hơn là chia bằng loại to. Đây, cái bụi này, hai cái cạnh nhau bị liên rồi. Đấy là Rồi chia bằng to. rồi của ta trong là cái to cái nữa mẹ bứt của bà ngoài với trong cả chứ lấy hai hai dây buộc buộc trên nữa hay là bỏ bi cho họ đấy bỏ dưới ní gần như bỏ trên cao